Cuộc đời bạn trải qua điều gì khiến bạn thay đổi nhiều nhất? Riêng với mình là trở thành một người mẹ. Mỗi lần sinh xong thì cả thế giới chỉ thu lại, đúng bằng một sinh linh bé bỏng đó thôi. Giấc ngủ chập chờn, vắt sữa, cho con bú, tắc sữa, thay tã, rồi cho con ngủ, rụng tóc, trầm cảm. Rất nhiều thứ khác nữa. Và tất nhiên là da dẻ cơ thể cũng trở nên sập xệ hơn rất nhiều. Thời gian yêu bản thân và làm đẹp nó ở đâu mất rồi? Nhìn thấy bao nhiêu người khác xinh đẹp sau sinh, lại một youtuber về fitness, thật sự mình đã cảm thấy rất lo lắng, buồn bã và thật sự là nghi hoặc về bản thân mình. Nhưng đừng buồn, mọi thứ nếu cố gắng chúng ta sẽ lấy lại được. Còn thời gian bên con lúc con còn nhỏ thì không. Sau đây là các bước giảm cân hiệu quả cho mẹ bỉm. Bước 1 là hãy lấy lại sức khỏe cho mình và chăm sóc sức khỏe cho bé. Hãy tập trung vào việc nghỉ ngơi và tạo sữa. Cho con bú mẹ vừa tốt cho sức khỏe của mẹ và bé. Có sức khỏe tốt mẹ mới chăm bé và làm được nhiều việc. Còn bé khỏe mạnh thì mẹ cũng sẽ có thời gian làm nhiều việc khác hơn. Tháng đầu mới sinh là cái tháng kích sữa tốt nhất. Và ngay sau đó thì chúng ta sẽ ổn định dần lượng sữa, nên cái việc kích sữa không có hiệu quả nữa. Nếu mà các bạn muốn mình làm video về sữa thì cứ comment ở dưới phần comment nữa nha. Tinh thần rất quan trọng vì nó giúp chúng ta nhận thức rõ mục tiêu giảm cân lấy lại sức khỏe. Dành thời gian để chiêm nghiệm lại những gì đã qua và hãy suy nghĩ kỹ những gì sẽ làm tốt cho mình và con. Mình từng đọc và lướt rất nhiều tin tức về những bạn, những chị em giảm cân sau sinh rất thành công và rất nhanh. Nhưng chính bản thân mình mới biết cách nào là cách giảm cân phù hợp nhất và thực sự lựa chọn nào mới khiến cho mình cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất. Bước thứ 3 là thiết lập quy trình, rèn cho em bé có giờ giấc sinh hoạt ổn định. Thì từ đó mẹ mới dựa vào đó có thời gian để làm việc, nghỉ ngơi và làm điều mình thích hơn. Các bạn có thể tham khảo về cái giờ giấc sinh hoạt của bé và cũng như của mình qua những cái vlog khi mà mình nuôi con nhỏ ở kênh YouTube của mình. Các bạn coi ở link ở góc bên phải nha. Tùy theo hoàn cảnh của mỗi người thì mất khoảng từ 3 tới 6 tháng để làm bước thứ 1, bước thứ 2, bước thứ 3 và tiến đến bước thứ 4. Vì có một cái thực đơn ăn uống đúng các bạn nên thực hiện ngay sau khi sinh xong. Và không có một cái thực đơn nào mà ai có thể giống ai được hết. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách ăn mà các bạn có thể vừa khỏe mạnh, vừa có thể có nhiều sữa và vừa có thể giảm cân được nữa. Hãy cố gắng ăn đủ chất, ăn những món như miến, mì gạo lứt, phở hay là những món canh tự nấu để vừa có sữa vừa có thể no lâu. Vì các món này ăn nóng nhiều nước và có lượng tinh bột không nhiều. Ăn đủ chất và đừng nghĩ tới một phương pháp ăn kiêng nào cả, chỉ là đổi qua cách thức ăn 80% là luộc, hấp, nướng hoặc chiên không dầu. Mình vẫn ăn cơm trắng và ngũ cốc bình thường, ăn đủ chất để sữa đủ chất và mẹ lấy lại sức khỏe. Uống thì uống khoảng 3-4 lít nước và đặc biệt là nên uống 1 lít sữa để tạo sữa. Hãy cố gắng kết nối với các mẹ bỉm sữa cùng mục tiêu, tham gia các group về giảm cân, về các mẹ bỉm sữa và đừng để những lời chê bai khác làm ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn. Cũng đừng tự dày vò dằn vặt bản thân. Hãy tự nói tao yêu mày, mà giảm cân và khỏe mạnh hộ tao nha, với body của mình. Hãy cố gắng tập các bài tập theo đúng lộ trình từ 0 tới 6 tuần cho sinh thường và sau 6 tuần cho sinh mổ. Nếu các bạn muốn tập luyện nặng, các bạn nên chờ 3 tháng sau sinh thường và 6 tháng sau sinh mổ và có ý kiến bác sĩ mới được tập luyện nặng. Nên tập các động tác nhẹ nhàng và thử các loại hình nhẹ nhàng như đi bộ và hít thở không khí trong lành, đồng thời đẩy bé đi dạo. Nếu không thể sắp xếp thời gian tập luyện thì không sao, vì thực sự mình hiểu đầu óc và cơ thể các bạn quá mệt khi phải vừa làm việc nhà và chăm em bé. Nhưng hãy chỉ cố gắng dành thời gian nghỉ ngơi để nạp năng lượng. Đừng ngồi y một chỗ xem tivi mà hãy đẩy bé đi dạo hoặc mở nhạc nhảy theo, hoặc là đi qua đi lại cũng được. Hết tháng 3 này, mình sẽ mở bán series bài tập lấy lại dáng và sức khỏe sau sinh, gồm 10 bài tập theo lộ trình 0-6 tuần, 6-12 tuần và sau 12 tuần. Giá chỉ 499.000 đồng.
Và các bạn đăng ký đầu tiên sẽ được mình giảm giá nha. Các bạn hãy coi link ở phần mô tả. Bây giờ thì mình sẽ tóm tắt lộ trình mẫu giảm cân hiệu quả cho mẹ bỉm sữa. Từ 0 tới 6 tuần các bạn nên nghỉ ngơi, kích sữa, xông hơi, rèn nếp sinh hoạt cho bé, ăn uống đủ chất và uống 3-4 lít nước một ngày. Từ 6 tới 12 tuần các bạn có thể đi bộ tập hít thở giãn cơ, tiếp tục kích sữa, áp dụng các biện pháp làm đẹp truyền thống các bạn cảm giác sẽ có kết quả, tập làm quen với X-Clean và uống tới 3-4 lít nước. 12 tuần trở lên tập luyện nặng hơn đối với sinh thường và sau 20-24 tuần đối với sinh mổ. Duy trì cho con bú, nếu các bạn gặp tình trạng chững cân hãy theo dõi tinh bột và lượng đạm trong ngày. Vẫn nhớ nên uống từ 3-4 lít nước. Nhưng đến cuối cùng thì cái việc trở thành một người mẹ đã dạy mình rất là nhiều. Khi mình nhìn vào ánh mắt của con gái mình, của con gái nhỏ, con gái lớn, thì mình biết rằng là mình nên có một ngoại hình tốt, nên có một kiến thức tốt. Và ngoài ra thì mình còn phải biết tự yêu bản thân mình, tự biết sống thật và sống đúng với bản thân mình. Vậy thôi, chúc các bạn hạnh phúc nha.